chuyện mà không có thầy ra là người ta trốn dư cho bệnh viện bị ngày qua thợ lặn xuống đó, là không có thầy đây chứ đó, rồi thợ lặn về rồi có thầy ở đây là không có thầy rồi chứ mà có phải có lực lượng đấy, giờ hợp tác đó là đây được thấy được giúp cho vừa được cứu mạng vừa lặn còn thợ lặn xuống không có tôi cho nào mà xuống cái sợ cái là bây giờ thợ lặn xuống. Dạ, chào thầy. Dạ, con chào thầy. Hôm nay thầy đến bây giờ mình đi lập bàn diễn thôi. Thầy kiến thôi. Thằng nhân đâu? Dạ. Thằng nhân nãy con mới cúng. Mẹ về rồi. Ai này đại diện như này. Đi quanh kia tối hả? Thầy mới tới anh thầy. Tôi chừng ấy kìa. Thằng nhân đâu? Mẹ không? Tôi đi đây vòng vòng đây là tôi thấy như thế. Đó. Bây giờ cái hồi xưa đó, cái bến phà này đó, đồng thời đó là âm dương mà dương nó thịnh đã đây rồi. Bây giờ bến phà này đã nghỉ lâu rồi, nó lạnh giờ. Chưa, nó không còn như cái dương như thế rồi, nó không nữa. Mình phải khinh người ta đứng tất cả. Bây giờ bất cứ tụi mày nói bao nhiêu mà con nít mà mơi mốt đi xuống này là bị con bây giờ đang nghĩ là nằm ở dưới chậu. Bây giờ nó không đi đâu xa rồi sinh ở đây, lặn ở đây, hai nữa là lấy cái sợi dây sinh vừa sinh rồi về luôn đó, rồi ra đây qua bệnh như thế thôi. Còn cái thế tôi nói nhiều thôi nghe, còn ngoài riêng không biết như thế mà nó vừa sinh mà vừa làm cái cơ cấu của người ta chưa. Chứ mai mốt mà dẫn tất cả mà con em thì xuống đây rất là nguy hiểm. Thì chưa bị nó lạnh từ hồi mà giờ cái cầu đó bây giờ nó không còn cái dương ở trên này nữa, nó rất là lạnh lắm dẫn tất cả. Mà tôi làm ngày hôm qua tôi xin á là tôi cũng như tôi giải cái hàng rào thôi, còn chính giữa này nó chưa có dương dẫn tất cả. Thì chưa bị đó, tôi nói ai, bà con đang nghĩ là bởi vì tôi trần rộng ở trên mà cái như cái ngoài cái hàng rào mà thôi. Thì chưa giờ thông lên chưa có vô được, còn ở trên bờ nè bao nhiêu con đất
tôi làm lá hết trơn, tôi mời về hết. Vừa nữa đó, vừa làm trên bờ ra tôi làm thành công những tất cả là 100% luôn. Còn cái dưới này làm sao bây giờ cũng được. Đó, bởi vì tôi cái này nó mới làm lần đầu à, được chưa thôi. Còn trên bờ đó là bất cứ cái nào tôi miễn tôi ấy rồi thì như thế. Rồi nghe, kêu như vậy đó. Làm dễ hơn hả thầy? Dễ hơn, nó nằm trên bờ. Còn ở dưới này nó nằm cái rúng này, ngồi qua tôi làm vòng vòng chứ. Còn cái rúng này làm sao? Phải không? Vậy thôi. Nào mình mình lập đàn thầy. Chưa, bây giờ có cái cúng hôm qua cũng như cái đàn rồi. Mà bây giờ như vậy đi, mình thử ra. Vừa thở lãng, vừa với gà. Gà dài, bao nhiêu ở dưới thì bây giờ nó dây xích rất là nhiều thầy, với sợ nhiều khi cây trà đồ nó vướng víu ở dưới á, vướng vướng mà mình gà sát cái bông đông cái bể dưới thôi, vừa vừa xinh vừa vừa lái thôi vậy nghe. Chơi cái này nó còn lạnh lắm, hôm qua tôi làm vòng cái này thôi thôi, chứ ở trên bờ nó rất là dễ cho tôi. Bây giờ là mình đợi thả lặn lại rồi thầy xin cho, ha. Cho con hỏi cái này dạng như tìm thầy đến đây á, thầy có cái cảm giác gì là nó ớn lạnh này. Tôi hôm hôm tôi đi về rất lạnh hay gì về tôi tóm lên đàng hoàng, cái chỗ này nó lạnh lắm quý vị, tôi có biết mà trên bờ này cái này kia ra tôi biết, những cái tâm linh thôi thôi không có gì hết nha. Nó giờ tôi làm mình xin ở ngoài gà nó cứ đúng cái giữa cho nên sao bây giờ có thà lặng là thầy sẽ xin xin luôn. Tôi ở đây tôi trực tiếp với thà lặng. Tôi ngày qua tôi đâu có nói rồi. Hôm qua thầy đã xin một lần rồi thì thầy có cảm giác trong là người ta có cho mình không thầy? Hả? Người ta có đồng ý cho cái lời thỉnh cầu nè, mà bây giờ có cái thì nó kẹt ở trong này nó làm sao mình cái chuyện này theo như thầy đang kẹt dưới này hả thầy? Một số ngày qua tôi mời về, một số còn ở lại. Lúc hôm qua giờ là thầy dẫn đi hết một số rồi ha. Còn một số rồi thôi giờ không có nói nữa, nói chi không những cái vô gì quý vị con có thấy không biết rồi đâu. Còn trên bờ nữa, những tất cả mà chết này kia nè, tôi chân lỏ gì chưa chết nè. Dạ dạ thôi thầy cái lỗ tâm linh thầy cũng không có thể nói ra đó, cho bắt lỗ. Bây giờ tôi lần thôi tôi cũng đi chợ rồi tôi ghé đi. Alo tới chùa hả? Thôi thầy về, thầy về thầy ở mà coi cái vụ dông nè, thôi thầy về ha. Về về cũng chỉ bệnh ta nữa, bệnh tâm linh bên trong đó rồi 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 thôi về nghe thầy về nó giờ kêu tôi lần tôi qua cái thợ lặn lại mà không có gặp tôi rồi những sao thôi chứ thầy bữa trưa đang gặp sớm để gia đình điện nói chuyện với thầy. Có thợ lặn đây chú nhờ thầy lên tôi lên trực tiếp đây đó. Tôi hôm qua tôi nói có thợ lặn không những gì vậy có hỏi thầy đi rồi để có gì thầy đóng có gì đi có gì tiếp nè có gì tiếp là tôi chỉ tướng trước phải thôi dân thầy tuyển nhân ai nó lấy tắt người tắt ai giữ tắm đây kìa cái gì chúng ta điện rồi em ơi. Anh em YouTube ngượng tờ ngượng tấp đi có một cần gọi thầy mấy cái bệnh tâm linh mà trị không hết đưa vô bệnh viện đó. Bệnh viện đàng hoàng là trị không hết rồi tôi chị đó mấy cái cho chồng nó còn nên thử ra rồi mấy cái người mà đưa vô bệnh viện mà chị tâm thần đó không hết chị biết bao nhiêu nói rồi thôi thôi à, tao đi về dạ cảm ơn thầy. Đây có cây số hả thầy cũng cần ở đây hả thầy cây số thôi thôi mà có lắm còn làm ngoài bây giờ còn cái này nè thôi bây giờ mình không nói mình cứ xin mình làm tới đi chứ giờ nó nổi xa nó nổi thái mới đời rồi nổi thái mới đời rồi tìm được rồi bởi vì bà kia thắp nhang phân nửa thắp rồi nửa giờ mà nửa không đó. Nó mới đơn giản luôn. Đúng là tắt hoài luôn. Nó mới đơn giản. Thôi. Chừng nào có đi rồi tôi lên, điện đâu lên. Rồi thôi. Như là thầy nói thì chắc cứu 100% là ở dưới cái thì hiện tại thầy cũng lại để mà giúp gia đình của anh chị. Thì giống như thầy hồi nãy đó của anh chị nói là chỉ gãi vòng vòng ở ngoài xung quanh còn cái giữa này là chưa, thì nãy thầy cũng nói là để gặp gia đình
gặp gia đình để mà kêu một cái thợ lặn xuống là làm giữa lòng chảo ở chỗ tay em chỉ nè anh chị, đó nằm trong đây và lấy dây gàng và thợ lặn thì khi mà xin như thế nào đó không biết, mà bên tổ thợ lặn là người ta không cho nha quý bà anh chị. Thì đó thì thầy cũng nói là có thầy ở đây thì cứ kêu lại đi rồi thầy sẽ đứng hướng dẫn cho làm, không biết như thế nào. Thì hiện tại thầy cũng lại đó rồi, thầy clip của chọc đến đây cũng xin kết thúc, xin hẹn quý bà mời quý anh chị những clip tiếp theo. Bye của quý anh chị nha. Thì có anh và hàng xóm bà con mình ra đây cũng thường xuyên lại đây để mà thắp cho bé một nén nhang của anh chị, để mong rằng là cái thi thể của bé sẽ sớm tìm gặp. Là bây giờ gia đình mình đang đi kiếm thợ lặn phải không chú? Bây giờ mình kiếm thợ lặn là kiếm ở đâu? Đang kiếm thì kia ấy coi ta lại thì mình ấy. Cái này thợ lặn là phải có bình hơi đồ đầy đủ hết trơn đó mới lặn á. Thì đúng rồi, tay ngang không dám lặn đâu. Tại vì ở trong đây là nó sâu lắm á, trong cái chỗ mà cái ở dưới cái bên ngoài nè. Anh vô này nó có lồng chảo này, nó có mặt bằng, nó như chiếc tàu ra, nó có cái gì dưới chú ơi, thí nghiệm mà. Chú chui vô cổng rồi, chú chui như vậy. Nó có ông cháu mà nhớ nhá. Tại hay gì ông tại? Thấy chưa? Chui gì đây? Đấy là càng nè. Gì vậy? Như trong lỗng như thế này, nó ô dưới. Trong mình xuống vậy luôn. Ngọt lắm nhé, ngọt lắm. Ngọt lắm. Đâu có gì không ngọt. Lâm đi, nãy giờ lâu quá, thấy chưa lên nên thấy. Coi đi đâu mất tiêu rồi. Kêu không ai? Lâu quá sao không lên vậy? Cái này có lại nó ở dưới lỗ luôn. Kêu không ai? Có cái dưới bằng gan mà. Dưới nó sắt có thép rồi dưới. Vậy vậy dưới bằng gan. Tại sao không đi không phải là thấy luôn. Cái bến phà này nó giống như một cái phao vậy đó. Đúng rồi. Nó lên xuống theo nước á. Kêu không ai? Kêu ổng ai sao không nghe lên tiếng nè. Ghê. Đâu? Ở đó. Đi xuống đây đánh cò cỡ 10 thước á. Mà cái này làm ông lúa, cái này là nằm trên bãi đất đâu. Có thấy cái gì không anh? Nó lộn dưới chừng đó nha. Nó có bẩn nè, nó giống như cái bồn luôn á, chỗ này bồn chứ kia bồn luôn, lên trên chỗ này có nước thì nó bơm ra, chỗ nước thì nó bơm ra. Nó lặn. Bây giờ thầy nói rồi không đâu có lặn được. Bây giờ kiếm cái người thợ lặn nào phải có bình hơi rồi đầy đủ hết trơn á. Lặn phải có bình hơi không? Tại vì lặn vô giữa chỗ này nè. Trời nước đứng đây, trời nước đứng được. Đúng rồi, trời nước đứng thì mình lặn được. Đứng cái trời rồi ông mới vô, bây giờ nước đang chảy xiết vô quẳng trong cổng bụng nó cứ kẹt cổng rồi sao. Tính già nó non, nó tính non nó già không được. Cũng mất cả nhiều nó ở đây vòng vòng ở đây rồi. Thôi giờ là chú đang đi cái này lặn. Chưa biết được nữa. Biết được. Lúc mà nó nhảy đây nè, rồi nó cuộn như đây, dây nhọn đây nè, mấy cái dây xích nằm dưới này nè, trong này nè, là dây nó dân chặn dịch cái này lắm. Ủa dây dưới đây nhiều lắm hả chú? Dây xích người ta để mà cho nó cũng như cái phao. Mà nhiều không? Dưới nó nhiều không á? Cục như cộng hết đó. À. Thì phải có cái neo lên địch xuống. Đúng rồi. Có cái neo địch xuống mới đứng yên một chỗ chứ.
thì hiện tại người nhà cũng tích cực để mà kiếm thợ lặn để này lại xem lặn xuống đây để tìm người anh chị. Chứ nhiều người nghi ngờ là nhiều cái thi thể mà lúc trước cũng té ở đây rồi cũng vướng trong lòng chảo nó mất tiêu mất luôn anh chị. Đó, cho nên là người nhà tìm làm mọi cách luôn anh chị. Cái gì thôi? Thì tiếp tục đến đây cũng xin kết thúc nha quý anh chị. Hẹn quý bạn anh chị những clip tiếp theo ạ. Bye bye của quý anh chị.